Ngữ Bình và Thúy Vi xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý khán giả một ngày mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong toàn cảnh ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, lần đầu tiên chiến dịch Ngày Xanh Núi Bà do Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen phối hợp cùng hệ thống các chùa Núi Bà và sân cơ Bà Đen Bồ Thần khởi xướng sẽ chính thức được phát động. Sự kiện nhằm kêu gọi người dân, du khách và Phật tử cùng chung tay dọn rác, làm sạch vệ sinh môi trường tại khu du lịch Núi Bà Đen. Bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, đó là nhặt và dọn sạch rác. Ngày Xanh Núi Bà được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa những hành động đẹp, có ý nghĩa. Từ đó là động lực cho các chiến dịch trách nhiệm xã hội ý nghĩa tiếp tục được nhân rộng tại địa phương, hướng tới định vị hình ảnh du lịch Núi Bà nói riêng và du lịch Tây Ninh nói chung theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, qua đó nâng cao vị thế của điểm đến hút khách bậc nhất Nam Bộ. Sự kiện lần này với sự đồng hành của biên tập viên MC Võ Huỳnh Tấn Tài trong vai trò đại sứ danh dự cùng tham gia, kêu gọi và lan tỏa những thông điệp tích cực đến với cộng đồng. Đợt 1 của sự kiện này sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2024 tại sân chùa Bà thuộc khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân không chỉ được lựa chọn các chuyên gia khám chữa bệnh mà còn được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 8 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai giường bệnh điều trị nội trú dịch vụ và được nhiều bệnh nhân đăng ký sử dụng. Theo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, thời gian đầu triển khai giường bệnh điều trị nội trú dịch vụ, bệnh viện thực hiện tại 7 khoa, gồm khoa sản, khoa ngoại, khoa nhiễm, khoa ngoại thần kinh, khoa ngoại chấn thương, khoa nội tim mạch, khoa nhi. Nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người bệnh và thân nhân, hệ thống phòng điều trị nội trú được chia thành nhiều loại như phòng 2 giường, phòng 3 giường và phòng 4 giường, với giá từ 300 đến 500 ngàn đồng một giường một ngày. Ngoài ra, tại các phòng đều được trang bị loại giường có thể tự điều chỉnh mọi tư thế, máy lạnh và một số tiện nghi khác. Thưa quý vị, năm 2024 là năm nước rút có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 diễn ra sáng ngày 8 tháng 1 năm 2024, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khai thác các động lực phát triển tốt ngay từ đầu năm. Để đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 7% trở lên, có 12 nhóm giải pháp và nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, các ban hội đồng nhân dân đã thảo luận và bày tỏ quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tôi đề nghị là Ủy ban tỉnh tiếp tục là chỉ đạo các thành viên Ủy ban, các đồng chí lãnh đạo các sở ngành và các huyện thị liên quan là cụ thể hóa một cách chi tiết hơn các cái nội dung nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cái đơn vị, các cái địa phương. Trong đó xác định rõ cái người chủ trì, rồi cái chỉ tiêu, cái nhiệm vụ cụ thể và cái thời gian phải hoàn thành. Và căn cứ hồi đó để chúng ta điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để chúng ta thực hiện. Tránh cái tình trạng mà trong thời gian vừa qua chúng ta đã gặp phải, đó là giao nhiệm vụ không cụ thể, không rõ ràng. Rồi cái quá trình chỉ đạo, phối hợp chúng ta không sát, cho nên là nhiều nội dung chúng ta làm nó bị trễ và nó không đạt yêu cầu. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cũng lưu ý nhiệm vụ đầu tư công năm 2024 rất lớn, hàng loạt các công trình dự án trọng điểm sẽ triển khai, trong đó có đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Xuất khẩu của tỉnh lâu nay tập trung vào doanh nghiệp FDI, nhưng cần nhìn nhận cơ hội hiện nay không chỉ có các doanh nghiệp FDI mà các doanh nghiệp địa phương cần phải xem lại các sản phẩm có giá trị xuất khẩu. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và nhận định rằng năm 2024 thời cơ thách thức đang xen, nhưng cũng sẽ có những mặt khó khăn hơn năm 2023, nên đòi hỏi phải có nỗ lực quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở các cái nhiệm vụ giải pháp này, ngay sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí lãnh đạo của các sở ngành, chủ tịch, ủy ban nhân các địa phương, các đồng chí rà soát
lại các cái nhiệm vụ giải pháp của mình, cụ thể hóa từng cái nhiệm vụ mà triển khai hôm nay ở từng ngành lĩnh vực và thuộc trách nhiệm của địa phương, để chúng ta có cái giải pháp thực hiện có hiệu quả và có tính khả thi cao. Tây Ninh đã sẵn sàng cho một chặng đường mới, trách nhiệm cao hơn và kỳ vọng vào thành công lớn hơn. Thưa quý vị, huyện Tân Biên hiện có 44 trường học thuộc Ủy ban Nhân dân huyện quản lý. Kể từ năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới, vùng khó khăn. Qua 5 năm, mô hình đã thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên và học sinh, cũng như nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường học vùng biên giới, vùng khó khăn của huyện. Kể từ khi mô hình đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới vùng khó khăn được triển khai, hai điểm trường này đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phân công giáo viên lên tăng cường, đáp ứng đủ giáo viên đứng lớp, đồng thời phân bổ kinh phí hàng năm nhiều hơn các trường khác trong huyện, giúp trường cải tạo cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ các trường bạn trong huyện về xây dựng môi trường học tập, tặng các bóng đèn năng lượng mặt trời, TV màn hình lớn, phục vụ công tác giảng dạy, xây nhà công vụ cho giáo viên, nhằm tạo điều kiện cho các thầy cô ở xa không thể đi về trong ngày, có nơi ở, an tâm công tác. Ngoài ra, trong năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên cũng đã triển khai chương trình Bếp Hồng Biên Giới. Mô hình đã hỗ trợ một bữa ăn trưa trị giá khoảng 25.000 đồng một người cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị trường học thuộc khu vực ấp Tân Khai và điểm lẻ của trường trung học cơ sở Tân Lập, dạy 2 buổi một ngày. Mỗi năm chi phí cho Bếp Hồng Biên Giới khoảng 100 triệu đồng. Thì chúng tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi vì đây là một việc làm rất có ý nghĩa, giàu chất nhân văn và giúp cho các thầy cô góp phần nào đó giảm đi được những cái khó khăn, cái áp lực để mà an tâm công tác, cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Mỗi công trình, mỗi món quà tặng, mỗi cái chén cơm là chứa đựng biết bao nhiêu cái tình cảm, cái sự tri ân, sẻ chia, là cái tinh thần đoàn kết sâu sắc của toàn thể đội ngũ cán bộ nhà giáo trong toàn ngành và sự yêu thương, quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên cùng các đơn vị trường học đã vận động bê tông hóa được 1.200 m² sân trường, đường đi nội bộ cho các trường học ở các xã Trà Vong, Thành Bắc, Tân Phong, xây được 7 căn nhà công vụ với 19 phòng cho giáo viên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. 70 lượt giáo viên từ các trường khu vực thuận lợi, hỗ trợ cho các đơn vị có tỷ lệ bố trí giáo viên thấp, trao tặng 12 bóng đèn năng lượng mặt trời, hàng trăm phần quà cho giáo viên vùng biên giới, vùng khó khăn, tặng 120 xe đạp và 400 thẻ bảo hiểm cho học sinh và nhiều công trình khác với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Quan trọng hơn cả là mô hình mang lại giá trị tinh thần to lớn, củng cố khối đoàn kết, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên vùng khó khăn yên tâm công tác. Mặt khác là giúp cho cán bộ quản lý cũng như là giáo viên vùng thuận lợi hiểu thêm và thấu cảm, chia sẻ với những khó khăn của các đồng nghiệp, từ đó cố gắng hơn trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và các đơn vị trường học vùng biên giới vùng khó khăn được hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong thành tích chung của toàn ngành. 5 năm qua, mô hình đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới vùng khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Biên đã huy động được 6,3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, xây nhà công vụ cho giáo viên, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, sách vở cho học sinh, huy động được gần 400 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành, cũng như các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và các cá nhân đã hỗ trợ cho chương trình Bếp Hồng Biên Giới. Đây là một trong những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Biên. Quý vị thân mến, Canada là một trong những quốc gia cung cấp lương thực chính cho thế giới nhờ có nền nông nghiệp phát triển. Nước này cũng nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu lương thực, nhờ đi đầu trong việc đổi mới và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Điều này mở ra rất nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nơi cũng có thế mạnh về nông nghiệp. Cây cải dầu canola là sản phẩm đặc thù của Canada. Nhờ áp dụng công nghệ và phát triển của các giống tốt hơn mà năng suất cây trồng này đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua.
Không chỉ vậy, trọng lượng thịt gia súc và lợn cũng tăng khoảng 40%. Chúng tôi đang có được một số thành công và lĩnh vực gen là một trong số đó. Việc này đã tạo ra được hệ động thực vật hiệu quả hơn và đôi khi giàu dinh dưỡng hơn, chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu. Các dịch vụ và công nghệ mới đang mang lại tiềm năng tăng sản lượng lương thực, cắt giảm chi phí, cải thiện an toàn thực phẩm và đồng thời giảm lượng khí thải carbon. Chẳng hạn như sản xuất thịt bò đã giảm 14% lượng CO2 trên mỗi cân hơi. Chúng ta đã có sự đầu tư lớn về công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện được chất lượng của hầu hết những loại cây trồng ở Canada. Đậu lăng, lúa mì chất lượng cao, thịt đỏ, gia súc và lợn mà chúng tôi sản xuất hay xuất khẩu đều có sự tham gia tích cực của công nghệ. Giáo sư Philip cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó vừa tạo cơ hội cho những người tham gia trao đổi thông tin, vừa hỗ trợ cho các nhà cung cấp công nghệ trong nước và mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kể từ khi thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, giá trị xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước đã tăng từ 623 triệu đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại. Hiện chính phủ Canada đã tài trợ dự án an toàn thực phẩm vì sự phát triển và dự án cộng đồng gian biển thích ứng với biến đổi khí hậu cho Việt Nam, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu đến quý vị các chuyên mục nổi bật sẽ được phát trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan thuế các địa phương nói chung, Cục thuế Tây Ninh nói riêng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong thời gian qua, Cục thuế Tây Ninh đã rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính. Theo đó, trọng tâm hướng đến là công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình quản lý thuế, cũng như quản lý nội bộ ngành, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo lộ trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Cục thuế Tây Ninh xem công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Từ đó tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí của người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Cải cách hành chính, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón theo dõi. Mới đây, Học viện Chính trị khu vực 2 phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Thành công của chương trình nhằm khẳng định chiến thắng của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc là cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự tự vệ chính đáng của dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng cao cả của dân tộc Việt Nam đối với nước bạn Campuchia. Đồng thời thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Quý vị khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Nhưng mà tôi không nhớ gì hết. Nghe này, tôi biết con bé là nhân chứng duy nhất, nhưng nó đã nói chuyện với bác sĩ cảnh sát rồi. Chúng tôi hiểu chuyện đó, Dan. Nhưng kẻ đến bơm nói có một vụ tấn công khác vào lúc 5 giờ 30 chiều nay. Không sao đâu ba. Bác sĩ nói con may mắn không bị thương nặng hơn. Cố gắng thu thập thông tin từ nhân chứng quan trọng trong vụ khủng bố. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 12 phần 3 của bộ phim truyện Mỹ Biệt đội đàm phán được phát vào lúc 13 giờ 40 phút hôm nay. Em muốn biết điều gì? Dạ, sao lúc nào em nhìn anh cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Em muốn anh hướng dẫn cho em, tại vì em đang dần mất niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Em bị như vậy lâu chưa? Dạ,
Em mới bị vài tháng nay, em không muốn làm gì hết. Đôi khi những điều giản dị nhất có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mời quý khán giả đón xem tập phim Lắng nghe điều giản dị trong series phim ngắn Hạt giống tâm hồn sẽ được phát sóng vào lúc 14 giờ 45 phút hôm nay. Ở đây tôi có quyển sổ nhỏ, trên đó ghi số tiền năm xưa mỗi nhà mỗi hộ đã cho nhà chúng tôi mượn. Ở trong này có ghi con số cụ thể. Lát nữa sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người... Gia đình của Hứa Đạt xin lỗi và khắc phục hậu quả cho thôn Hứa. Mời quý vị khán giả đón xem tập 14 của bộ phim truyện Trung Quốc Truy hồi công lý được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút hôm nay. Các bạn đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi trong chương trình đồng hành cùng phim giờ vàng sau mỗi tập phim. Ca sĩ Đông Đào từng đạt giải nhất tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 1991 và nhiều giải thưởng khác. Từ đây chị đã tỏa sáng với dòng nhạc quê hương ngọt ngào tha thiết. Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị vừa là ca sĩ, vừa là cô giáo dạy nhạc. Chị trải lòng với chương trình Tôi sẽ hát cả cuộc đời này. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ ca sĩ Đông Đào qua talk show Hạnh phúc ở đâu, được phát vào lúc 21 giờ 35 phút hôm nay. Ở nước ta hiện nay có 15 dân tộc được xác định là dân tộc thiểu số, có dân số ít. Các dân tộc này đang là mối quan tâm của nhà nước và các cơ quan làm chính sách dân tộc trong nước. Họ cư trú cùng với các dân tộc có dân số đông, trong đó có hai dân tộc là Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang. Chương trình kết nối tri thức phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 20 phút hôm nay đăng tải trên YouTube Tây Ninh TV Audio, giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang. Đây là sản phẩm khoa học của đề tài nghiên cứu về hai dân tộc này. Thưa quý vị, câu lạc bộ thể công Viettel tiếp tục có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi đã chính thức công bố huấn luyện viên trưởng mới thay cho nhà cầm quân người Mỹ Thomas Dooley. Kênh truyền thông của câu lạc bộ thể công Viettel chính thức công bố ra mắt huấn luyện viên trưởng mới. Ông Nguyễn Đức Thắng được bổ nhiệm thay thế cho Thomas Dooley. Nhà cầm quân người Mỹ sẽ nắm giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Phát biểu trong ngày ra mắt câu lạc bộ thể công Viettel, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tuyên bố sẽ giúp đội bóng ngành quân đội xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là cựu cầu thủ thể công trong giai đoạn 1995 đến năm 2005. Sau đó, ông bước vào nghiệp cầm quân ở đội trẻ của đội bóng này. Thành tích tốt nhất của ông ở V-League là cùng Bình Định về thứ ba mùa giải 2022. Sau khi V-League 2023 hạ màn, ông quyết định chia tay đội bóng đất võ, trở về thể công Viettel. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có nhiệm vụ thay đổi câu lạc bộ đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024. Với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 4 thua, giành được 8 điểm sau 8 vòng đấu. Những thành tích bết bát thời gian qua được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện của thể công Viettel. Theo thống kê của ban tổ chức Serie A, câu lạc bộ Inter Milan đang dẫn đầu giải đấu về lượng cổ động viên tới sân mùa giải này. Inter Milan đang là đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Serie A sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi với 48 điểm. Phong độ ấn tượng giúp họ trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua giành Scudetto mùa này. Dù Juventus bám đuổi khá gắt gao phía sau, thầy trò Simone Inzaghi cũng nhận được sự hậu thuẫn lớn từ phía người hâm mộ. Theo thống kê, Inter Milan là câu lạc bộ có lượng cổ động viên đến sân trung bình cao nhất Serie A thời điểm hiện tại. Con số rơi vào khoảng 72.843 người đến sân cổ vũ ở mỗi trận đấu. Dù chung sân với Inter Milan nhưng AC Milan lại thua kém hơn. Khoảng cách giữa hai đại diện thành Milan và các đội xếp sau như AS Roma hay Napoli là tương đối lớn. Dù xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, nhưng Juventus cũng chỉ thu hút 40.116 cổ động viên tới sân mỗi trận. Rõ ràng sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ khán giả nhà chính là một nguyên nhân quan trọng giúp Inter Milan thi đấu tốt tại Serie A mùa này. Nếu giữ vững phong độ, khả năng cao Lautaro Martinez và các đồng đội sẽ lên ngôi vô địch vào cuối mùa. Thưa quý khán giả, hôm nay tại tỉnh Tây Ninh và khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ C, độ ẩm 79 đến 81%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Dàm Cỏ Đông từ 0,78 cho đến 0,85 m.
Thưa quý khán giả, quế là loại cây tương đối thân thuộc trong cuộc sống và được sử dụng phổ biến nhờ nhiều công dụng khác nhau. Với đặc tính cây nóng, ăn quế giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường thân nhiệt rất hiệu quả. Quý vị có thể sử dụng quế để làm gia vị trong nấu ăn hay cho vào trong trà nóng, không chỉ giúp tăng thêm hương vị của đồ ăn, thức uống. Quế sẽ giúp cho cơ thể chúng ta ấm áp hơn rất nhiều trong những ngày thời tiết se lạnh. Trong quế chứa một loại tinh dầu có tác dụng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chất, giúp cho lượng calo dư thừa bị đốt cháy nhanh hơn và lượng mỡ sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, quế còn giúp mang lại cảm giác no nhanh hơn, giúp quý vị giảm đi lượng thức ăn nạp vào cơ thể hàng ngày. Các nghiên cứu này được cho là tín hiệu tốt cho những người đang cố gắng giảm cân để có được vóc dáng như mong muốn. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.